Sáng ngày hôm qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đang tạm giữ 25 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi game bắn cá ăn tiền tại nhà số 169 đường Bùi Thị Xuân, khóm 4, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Nhận được tin báo của quần chúng, chiều ngày 30 tháng 6, lực lượng công an bất ngờ ập vào phòng game thế giới trò chơi tại địa chỉ nêu trên do Khương Minh Trung, sinh năm 1970 làm chủ và bắt quả tang 25 đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức chơi game bắn cá ăn tiền. Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ 3 máy chơi game bắn cá, 140 thẻ dùng để kích hoạt máy chơi game, 16 xe máy và số tiền trên 180 triệu đồng cùng một số tang vật có liên quan. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.